khám xét khẩn cấp hai trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, bắt hai lãnh đạo. Thưa quý vị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, Công an huyện Đông Anh và Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm 2907D và trung tâm đăng kiểm 2910D. Ngày 25 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Các đối tượng gồm Lê Thành Trung, 41 tuổi, giám đốc, Hoàng Anh Tuấn, 40 tuổi, phó giám đốc, Đào Huy Trung, 46 tuổi, Lê Văn Ngọc, 34 tuổi và Đỗ Văn Huân, 31 tuổi, cùng là đăng kiểm viên. Theo cơ quan chức năng, những nghi phạm trên đã có hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới như lỗi về đèn, phanh, khí thải và bỏ qua lỗi về trọng tải để nhận tiền từ khách hàng. Nhà chức trách cho biết số tiền để bôi trơn là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một xe. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lời bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Đông Anh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Trước đó, ngày 24 tháng 2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910D ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Việc khám xét phục vụ cho quá trình điều tra hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm diễn ra tại trung tâm này. Quá trình khám xét, cảnh sát tạm giữ 18 máy tính, nhiều thùng tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng đưa toàn bộ nhân viên trung tâm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng. Bắt giám đốc móc nối thuộc cấp tham ô hơn 34 tỷ đồng. Thưa quý vị, với cương vị giám đốc của doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công trình Đường sắt, Lê Hữu Tiến đã móc nối với thuộc cấp, lập khống hồ sơ để tham ô hơn 34 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công trình 878 về tội tham ô tài sản. Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Hữu Tiến, 64 tuổi, nguyên giám đốc, Trần Việt Hùng, 54 tuổi, nguyên phó giám đốc, Trương Văn Huy, 53 tuổi, nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị, cùng trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, và Lê Văn Tuấn, 47 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, nguyên kế toán trưởng công ty. Kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2018, trên cương vị giám đốc, Lê Hữu Tiến đã chỉ đạo các đối tượng trên lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công trình 878, đóng tại số 31 Lý Đạo Hành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, thuộc Tổng Công ty Công trình Đường sắt. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ. Sếp tha cô Trường Hải, VAM phản ứng gì trước phát ngôn chỉ làm được ốc vít biển số? Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tha cô Trường Hải cho hay, tập đoàn xuất linh kiện cho các nhà máy của Kia trong khu vực, dòng xe du lịch đã có tỷ lệ nội địa hóa từ 30 đến 40%. Cuối năm 2021, lô Semi Remote đầu tiên của Tha cô đã được xuất sang Mỹ. Phát ngôn, Việt Nam chỉ làm được ốc vít cho biển số ô tô của Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ đang dấy lên nhiều tranh luận, phản ứng từ các doanh nghiệp Việt. Trả lời phóng viên báo chí ngày 24 tháng 2, ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tha cô Trường Hải cho hay, từ nhiều năm qua, không ít dòng xe du lịch của công ty đã có tỷ lệ nội địa hóa từ 30 đến 40% và tăng dần khi doanh số bán ra nhiều hơn. Như một số dòng Mazda 3, Mazda 6, không những thế, vài năm nay chúng tôi còn xuất linh kiện cho các nhà máy của Kia trong khu vực, như cản trước của xe Kia Sorento, ông Tài dẫn chứng. Thậm chí tỷ lệ nội địa hóa của dòng xe buýt còn cao hơn rất nhiều, với nhiều thiết bị cơ khí tự sản xuất. Đặc biệt, cuối năm 2021, lô Semi Remote đầu tiên của Tha cô đã được xuất sang Mỹ. Trong năm 2023, doanh số xuất khẩu mặt hàng này dự tính mang về cho Tha cô hàng trăm triệu đô la Mỹ. Phóng viên báo chí cũng đã liên hệ đại diện của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, VAM về vấn đề này. Đại diện VAM cho rằng, nói Việt Nam chỉ làm được ốc vít cho biển số ô tô là chưa xác đáng, chưa hiểu rõ về năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên của VAM là Disoco, Fomeco đã xuất khẩu được nhiều linh kiện ô tô.
Tương tự, gần 10 năm trước, sản phẩm chủ lực của công ty cơ khí 19 tháng 8 có trụ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội là nhíp lò xo cho các dòng xe tải đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN của Cộng hòa Liên bang Đức và đều đặn xuất khẩu sang châu Âu, thu về cả chục triệu đô la Mỹ mỗi năm. Còn tính riêng về sản xuất ốc vít, công ty cổ phần ốc vít Brother Việt Nam ở Bắc Ninh cũng đã có nhiều sản phẩm phục vụ cho các ngành công nghiệp như ô tô, đồ gia dụng, thiết bị điện, điện tử và gần đây đang hướng tới các sản phẩm cho ngành hàng không. Nhiều năm nay, các lãnh đạo của Samsung Việt Nam cũng đã chứng kiến sự đổi thay của không ít doanh nghiệp Việt, ngày càng nhiều doanh nghiệp đủ sức trở thành nhà cung cấp cấp 1 cho các nhà máy của tập đoàn này tại Việt Nam. Ngoài ra, cùng với chương trình phát triển tài năng chuyên gia, chương trình nhà máy thông minh Smart Factory, Samsung đang muốn hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp có giá trị cao của Việt Nam. Nhờ những chương trình và hoạt động này, số lượng nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung tăng gấp 10 lần từ 25 doanh nghiệp vào năm 2014 lên 257 doanh nghiệp vào cuối năm 2022, đại diện Samsung Việt Nam cho biết. Việt Nam có thể làm được những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia. Thế nhưng, những nút thắt về dung lượng thị trường cũng như nền sản xuất công nghiệp vật liệu yếu kém khiến công nghiệp cơ khí, chế biến, chế tạo chưa phát triển như mong đợi. Ví dụ với công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện chỉ có một vài nhà cung cấp trong nước có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. So với Thái Lan, số lượng nhà cung cấp của Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô vẫn còn rất ít. Thái Lan có gần 700 nhà cung cấp cấp 1, nhưng Việt Nam chưa đến 100. Thái Lan có khoảng 1.700 nhà cung cấp cấp 2, 3, trong khi Việt Nam chưa đến 150. Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, chuyên gia về chuỗi cung ứng cho rằng, tăng tỷ lệ nội địa hóa không phụ thuộc vào quy định và mong muốn của cơ quan quản lý nhà nước. Cơ quan quản lý cũng không can thiệp được vào tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất để quyết định doanh nghiệp nội địa hóa hay không là quy mô thị trường. Đó là mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích. Nếu như quy mô thị trường đủ lớn, chi phí để đầu tư sản xuất trong nước rẻ hơn, khi đó doanh nghiệp sẽ tự đầu tư sản xuất linh kiện. Bà Thúy dẫn chứng. Chiếc xe máy hiện nay không có quy định gì về tỷ lệ nội địa hóa, nhưng tỷ lệ nội địa hóa vẫn rất cao, trên 90% vì thị trường đủ lớn. Do đó, điều kiện đầu tiên để làm được các sản phẩm linh kiện là phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm, hai là phải đảm bảo tính kinh tế của sản phẩm. Ví dụ, một dây chuyền sản xuất, nếu chỉ làm ra 1.000 sản phẩm một năm thì giá thành sẽ cao, dây chuyền đó tất yếu không cạnh tranh được về giá so với dây chuyền sản xuất 100.000 sản phẩm một năm. Câu chuyện của ngành ô tô Thái Lan là minh chứng. Năm 2000, ngành ô tô Thái Lan sản xuất khoảng 300.000 xe một năm. Khi đó, không có hãng ô tô nào tính đến việc sản xuất động cơ ở quốc gia này. Còn hiện tại, mỗi năm Thái Lan xuất xưởng hơn 2 triệu xe một năm. Sản lượng đó giúp Thái Lan đủ điều kiện để nội địa hóa nhiều loại chi tiết, bao gồm cả động cơ. Cho nên, vấn đề của chúng ta là phải đảm bảo sản lượng tăng lên thì đầu tư dây chuyền sản xuất mới hiệu quả, nguyên lãnh đạo của VAM chia sẻ. Mặt khác, ngành công nghiệp chế tạo máy của Việt Nam cần phải cải thiện nhiều vấn đề, trong đó phải đầu tư thích đáng cho ngành công nghiệp vật liệu. Đơn cử cho đến nay, Việt Nam không sản xuất được thép chế tạo, phải nhập gần như toàn bộ, đó là điểm yếu của quốc gia có 100 triệu dân. Trong khi đó, các nền kinh tế như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc đều đã chú trọng sản xuất thép chế tạo từ lâu. Việc nhập gần như tất cả các vật liệu khiến cho nền sản xuất của Việt Nam luôn bị phụ thuộc, giảm sức cạnh tranh. Tại buổi gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về triển lãm chuyên ngành công nghiệp phụ tùng và dịch vụ ô tô Automechanica 2023 diễn ra hôm 21 tháng 2 tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam phát biểu, trên một chiếc ô tô hiện nay có hơn 20.000 chi tiết linh kiện, cần tới hơn 200 mã kim loại, mã thép. Hiện nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam chưa thể chế tạo được một mã kim loại nào trong tổng số 200 mã đó. Chúng ta mới chỉ làm được cái ốc vít bắt biển số xe.